Hi, các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Cơ Tu chủ đề các con vật nha. A chiên, tơ pai, a đinh đang, a mít, a cho, a nút, a xe, a cơn, a bước, a ọc, a thật, bẹ. Xong prong, a bọc, a tư cơm, xong đông, a siêu, cà tăng, a cọp, cà xanh, a đôr, a chông. Các bạn ơi, công 92 chính là kênh của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi mình nhé. Mỗi nút đăng ký của các bạn sẽ là động lực để giúp mình làm các video mới hay hơn. Và các bạn nhớ chia sẻ video này lên trang Facebook của các bạn để nhiều người biết đến video này nhiều hơn nha. Mình cảm ơn các bạn rất rất nhiều.